Do nằm ở vị trí đặc biệt nên lịch sử địa chất Kiên Giang có những khác biệt so với đồng bằng sông Cửu Long. Qua nhiều thời kỳ, những vận động địa chất phức tạp đã kiến tạo nên vùng đất Kiên Giang đa dạng về địa hình ngày nay. Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh. Đây là dạng đồng bằng thấp và bằng phẳng. Do nằm khá xa sông Hậu nên ít được bồi lấp phù sa, và kết quả là tạo ra các vùng trũng thấp. Địa hình đồi núi tập trung ở vùng Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên với khoảng 50 ngọn núi thấp có độ cao trung bình 120 m. Do tuổi hình thành khác nhau, từ 240 đến 140 triệu năm, nên cấu tạo địa chất của các núi này khá phức tạp. Ở vùng Hòn Đất là núi đá Hoa Cương, trong khi vùng Kiên Lương là núi đá Vôi, còn vùng Hà Tiên là núi đá Phiến xen lẫn phúng xuất núi lửa. Kiên Giang có 143 hòn đảo với 105 đảo nổi. 43 đảo trong số đó có dân cư sinh sống. Các đảo này thuộc hai huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc. Riêng Phú Quốc có diện tích gần 600 km2, là hòn đảo lớn nhất của nước ta. Do địa chất không phù hợp với việc trữ nước, nên hầu hết đảo thường thiếu nước ngọt trong mùa khô. Tại Phú Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chặn suối, ngăn núi, xây hồ trữ nước, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đảo. Biển Kiên Giang nông với độ sâu trung bình từ 20 đến 30 mét. Vùng biển này chịu ảnh hưởng hải lưu nóng ấm của vịnh Thái Lan. Hải lưu cùng với nguồn nước sông chứa nhiều phù sa và phù du sinh vật biến nơi đây thành túi hải sản khổng lồ với trữ lượng khoảng 500.000 tấn. Đây là một ngư trường trọng điểm của cả nước. Kiên Giang có nguồn khoáng sản dồi dào bậc nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay đã xác định được 152 điểm quặng và mỏ của 23 loại khoáng sản như đá vôi, đá xây dựng, than bùn, đất sét, sắt, nhóm đá bán quý. Riêng trữ lượng đá vôi trên địa bàn tỉnh khoảng 440 triệu tấn. Đảm bảo đủ nguyên liệu cho các nhà máy xi măng với tổng công suất 3 triệu tấn một năm trong thời gian khoảng 50 năm.